để tặng cho mấy chú thì tôi ca 12 câu Phụng Hoàng. Dạ. Nói về lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 75. Bao nhiêu câu? 12 câu. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chẳng mãi ngàn năm muôn đời bất tử, đất đối quái hùng dạng người tan sư. Ta giải phóng Sài Gòn để nối liền một dải non sông. Đại thắng thành công chiến dịch Hồ Chí Minh, đem lại vinh quang cho dân tộc Sơn Hà. Nam Bắc một nhà trẻ già nó âm, để chấm dứt kiếp đời bao nô lệ ngoại bang. Đất nước vàng sang trói lọi vẻ vang, niềm hạnh diện tự hào trong nỗi hân hoan của muôn triệu đồng bào. Hạnh phúc chào dân khắp nơi, nơi đón chào thắng lời, tràn chứa dạt dào bao xúc cảm mừng công, cho thỏa ước mong mà bấy lâu ta hằng mong đợi. Sông núi giờ đây sẽ chung một mẹ hiền, được độc lập tự do trọn vẹn chủ quyền. Nhân dân ba miền tưng bừng trong khúc tiếng quân ca, đường phố Sài Gòn gặp bóng cờ hoa, mừng vui nương nhà nay sum họp đoàn viên. Ôi thật thiêng liêng trên mảnh đất lòng tiên, lá cờ đỏ sao vàng Phật phải tung bay trên dinh độc lập, đánh dấu một thời khắc oai hùng của dân tộc Việt Nam. Rồi, cảm ơn chú Hai, cảm ơn chú Năm luôn. Quá hay. Đúng là câu lạc bộ của xã Ngũ Hiệp thiệt. Cảm ơn chú Hai, cảm ơn chú Năm nhiều. Rồi, nha. Dạ. Cảm ơn mấy chú.